Hello, xin chào quý anh chị nhà đầu tư đã quay lại với kênh Ichimoku Club nha anh chị. Mình là Ngọc Lâm. Thì anh chị nào mà đang xem cái video này nhớ like cho mình một like và thả cho mình một cái quả tim bên dưới nha anh chị. Một phiên giao dịch tương đối là gay cấn thì nó đánh lên đánh xuống và nó không vượt được khu vực đó là 1063, 1064 anh chị. Và nó quay lại nó mất đi mốc khu vực là 1045. Thì anh chị nhớ like và thả tim nha anh chị. Mình sẽ đi vào luôn, không làm mất thời gian của quý anh chị nhà đầu tư nữa. Phiên giao dịch đang nóng. Thì như anh chị nhà đầu tư thấy thì cái phiên giao dịch hôm nay thì nó quay đầu, nó giảm điểm thì cũng tương đối là từ trên đỉnh xuống bây giờ là cũng 20 điểm nha, không biết đâu, đúng không? Thì cái vấn đề ở trong giai đoạn này thì anh chị đã thấy rồi, nó dao động ở trong cái biên độ 1045 đến 1063 thì ok, còn nó thủng đầu nào thì mình chơi theo đầu đó. Ví dụ nó vượt lên được thì anh chị theo chơi theo cái chiều lên, anh chị mà không vượt lên được mà nó đi xuống lại thì mình phải có cái kịch bản đó là đi theo cái xuống rồi. Thì không biết là phiên giao dịch hôm nay khi mà thị trường nó thủng 1045 anh chị có xử lý cái tài khoản của mình hay không. Thì trong cái giai đoạn này thì quan điểm của mình là trước giờ rồi thì không bán hết hàng, chỉ hạ bớt cổ phiếu thôi. Thì cái hôm nay anh chị thì khi mà cái cổ phiếu như là con VCG nó điều chỉnh đỏ thì mình có mua vô ít nữa, xong rồi mình phải bán mấy mã cổ phiếu kia ra anh chị, ví dụ như Hoa Sen rồi mình phải bán bớt ra, tại vì mình không ngờ là phiên cuối hôm chiều nó đâm xuống cái nó thủng thì mình phải bán bớt và cổ phiếu đang nắm giữ ra, đưa cái lượng tiền mặt về cái tài khoản để chuẩn bị mua dưới nha anh chị. Cái kịch bản này thì mình đã xây dựng cho anh chị nhau tư rồi, 1045 khi nó thủng thì anh chị làm cái gì, và khi mà nó vượt thì anh chị làm gì, thì tất cả mọi cái vấn đề mình đã chuẩn bị cho anh chị nhau tư hết rồi. Khi nó thủng 1045 thì cái vấn đề của mình là hạ bớt cái tỷ trọng để mà nắm giữ, chờ nó xuống dưới lại mình cân đối lại thì nó sẽ khỏe hơn rất nhiều nha anh chị. Ví dụ chiều hôm nay anh chị hạ được thì ngày mai ngày mốt bắt đầu anh chị theo dõi để mà chuẩn bị cân đối lại cái tài khoản của mình một cách hiệu quả nhất trong giai đoạn sắp tới. Ok, thì không biết là phiên hôm nay thì khi nó thủng thì anh chị có hạ hay không thôi. Mình nghĩ là đa số anh chị nhà đầu tư sẽ hạ tương đối nhiều để mà chuẩn bị mua cân lại bên dưới, thì anh chị nào hạ được thì khá là tốt cho phiên giao dịch hôm nay. Và đặc biệt hơn nữa là nó rơi như thế này thì cái điểm giá nào sẽ là một trong những cái điểm giá mà có thể là nó sẽ ok được anh chị. Tại bây giờ anh chị phải xác định được cái điểm giá nào để mình có thể tham gia vào được trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ như trong giai đoạn này thì bây giờ anh chị phải tìm tới cái điểm giá nào để mà mình gia tăng thì phải đưa về cái mặt ngắn hạn nha anh chị. Về mặt ngắn hạn thì thị trường của mình nó sẽ có một cái hỗ trợ quanh 1016, 1017 nha anh chị ở cái mặt ngắn hạn. Thì khi nó tiếp xúc về cái khu vực này thì mình phải coi thử là cái độ nảy của nó như thế nào, về mặt ngắn hạn nó như thế nào nữa. Thì lúc này phải trực tiếp trong phiên thì mình mới trả lời cho anh chị nhà đầu tư được nha anh chị. Tại bây giờ là nó mất xuống này, chỗ đây nó xấu này anh chị, bây giờ nó phá cái đáy này, bắt đầu nó lao xuống anh chị thấy không? Cái này nó chập lại nó lao xuống này, có khả năng nó sẽ giảm điểm thêm mấy tiếng đồng hồ nữa. Mấy tiếng tới thì có thể nó sẽ giảm điểm nữa về khu vực này, 1020, 1018 này, sâu hơn nó có thể tiếp cận lại 1090. Thì đây là một trong những cái mà mình phải chuẩn bị trong giai đoạn sắp tới. Ví dụ như mình bán được nửa hàng rồi xuống dưới đây là dưới đây một nấc nữa. Dưới đây một nấc thì mình làm gì anh chị? Mình phải có kế hoạch là khi nó tiếp cận cái vùng giá phía dưới này, hoặc là khi nó tiếp cận thêm cái vùng giá phía dưới này nữa thì mình phải chia ra làm sao cho nó hiệu quả, là 3 bước không? 3 bước, 4 bước gì đó, anh chị nhà đầu tư phải chú ý những cái vấn đề này. Thì cái này thì mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư trực tiếp trong phiên giao dịch luôn nha anh chị. Ví dụ phiên mai, phiên mốt nếu như thị trường nó chuyển biến như thế nào thì mình sẽ trao đổi với anh chị trực tiếp luôn. Còn phiên hôm nay thì khi nó thủng thì anh chị hạ hàng thì đúng. Không, mai nó có quay lại thì mình sẽ tính gia tăng lại sau. Ví dụ như ngày mai mà nó quay lại thì bình thường nha anh chị, nó quay lại nó đi lên tiếp thì tính cách gia tăng lại sau. Cái của mình là nó an toàn anh chị, nó an toàn đúng không? An toàn, ok. Thì với cái xu hướng này thì mình nghĩ là nên đợi thêm phiên giao dịch ngày mai nữa coi như thế nào nha anh chị. Về cuối tuần này coi thử nó có một nhịp hồi không để mình canh có thể bắt được không nha anh chị. Thì nếu như cuối tuần nó có nhịp hồi nữa thì ngon. Ok, đó là những cái góc nhìn của mình về cái thị trường về mặt ngắn hạn thôi. Kế hoạch đã chuẩn bị hết rồi, quan trọng là nhất là anh chị nhà đầu tư có tuân thủ theo kế hoạch đã đề ra hay không, hay là còn luống cuống chưa theo cái kế hoạch đề ra thì nó sẽ hơi khó khăn hơn tí nha anh chị. Thành ra là khi mà có kế hoạch anh chị nhà đầu tư khỏe re anh chị, bình tĩnh đúng không, xử lý rất là bình tĩnh, nhẹ nhàng, khỏe, nó đâu cần phải là sợ hãi hoặc là gì đâu. Hồi nãy mình cũng đã nhắn lên cho anh chị nhà đầu tư rồi, anh chị nhà đầu tư có sợ không đó, ông sợ cái tuân thủ theo kỷ luật thôi. 1045 mới nhắn lên cho anh chị nhà đầu tư cách đây tầm cỡ 2 giờ gì đó. Ok, cái ấy thì hạ bớt xuống dưới cân lại gì đâu, hoặc là chạy lên lại thì mua gia tăng là sau. Còn bây giờ anh chị nào hạ được thì anh chị nhà đầu tư sẽ rất vui. Thật sự là khi mà anh chị hạ được là cái tâm lý của anh chị nhà đầu tư sẽ rất vui. Còn bây giờ kẹp hàng ở lại chưa hạ được thì bắt đầu anh chị sẽ lo lắng hơn tí. Nhưng mà mình sẽ bám sát theo thị trường về mặt ngắn hạn để mình cập nhật cho quý anh chị nhà đầu tư nha. Khối ngoại thì sáng nay thì người ta bắt đầu là người ta bán anh chị, người ta bán ròng. Nhưng mà về phiên chiều thì khi thị trường giảm thì người ta quay lại người ta mua, thì nó vẫn đang nằm trong một cái giai đoạn đó là khối ngoại người ta mua ròng nha anh chị.
sáng bán nhưng mà chiều giảm điểm người ta lại mua. Thì cái lực mua ở cái phiên giao dịch sắp tới này coi như thế nào nha anh chị? Nếu như thị trường tiếp tục giảm điểm và khối ngoại tiếp tục mua vào thì có khả năng thị trường của mình nó sẽ chỉnh một cái nhịp rất ngắn và nó có thể hồi phục lại đi lên trở lại. Cái này thì mình sẽ cập nhật cho anh chị nhà đầu tư, chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư sớm nhất có thể nha. Còn lại thì anh chị phải bám sát theo những cái video cũng như là những cái livestream của mình. Ở đây thì mình cũng chưa có tìm ra được cái điểm chính xác về bắt nha anh chị. Tại vì cái hỗ trợ ở 1020 thì nó cũng đang khá là yếu chứ nó phải chưa phải mạnh. Rồi nếu như nó sâu hơn nó có thể về 1098 86 anh chị, 1086 thì cái này thì anh chị phải bám sát theo sau. Ngày mai thì mình sẽ cập nhật sớm đi cùng anh chị nhà đầu tư trong cái phiên giao dịch luôn nha anh chị. Ở phiên giao dịch ngày mai đi cùng với anh chị nhà đầu tư trong phiên giao dịch để anh chị hướng dẫn anh chị nhà đầu tư xử lý cho cách hiệu quả nha. Mình hôm nay mình mua hớ cũng VCG ít nhỉ, nhưng mà mình bán mấy mã kia ra, còn lại một lượng tiền thì để ngày mai mốt coi như thế nào, cân đối lại cái là khỏe thôi. Trường hợp nó xấu nó sập luôn thì bán hết cổ phiếu nghỉ Tết thôi chứ có gì hết, đúng không? Khi mình chuẩn bị được cái tâm lý, mình chuẩn bị được cái kế hoạch giao dịch anh chị, thành ra là rất khỏe, thoải mái đầu óc, không có vấn đề gì hết, đúng không? Chứ còn là không chuẩn bị thì bắt đầu thấy mấy phiên này là không biết tại sao nó giảm, đúng không? Khi nó đã phá vỡ những cái điểm giá này rồi thì nó cứ phóng xuống thôi, hoặc là khi nó phá vỡ những cái điểm giá này lên thì bắt đầu nó sẽ phóng lên, anh chị hiểu? Đó là cái góc nhìn chia sẻ của mình nha anh chị. Bình tĩnh anh chị, có vấn đề gì liên hệ trực tiếp với mình theo số điện thoại phía trên màn hình nha anh chị. Mình sẽ hỗ trợ tư vấn đồng hành quý anh chị nhà đầu tư trong giai đoạn sắp tới nha. Mấy kịch bản này thì mình làm cho anh chị cả tuần rồi mà. Nhưng mà bây giờ là cái kịch bản tiếp theo, và bây giờ làm cái gì khi mà thị trường nó chỉnh rồi thì bây giờ làm cái gì, đó là mình phải có một kịch bản tiếp theo. Thì bây giờ kịch bản tiếp theo thì tối hôm nay thì mình sẽ xây dựng cho quý anh chị nhà đầu tư cái kịch bản để mà anh chị có thể là gia tăng hàng trở lại nha anh chị, gia tăng hàng trở lại cho cái phiên giao dịch sắp tới. Đó là cái kế hoạch chuẩn bị cho quý anh chị nhà đầu tư sẵn sàng nha anh chị. Ok, đó là góc nhìn của mình. Anh chị nào mà yêu quý mình hoặc là chốt lãi được nhiều lãi trong giai đoạn này thì có thể mời mình một cái ly cà phê theo cái số tài khoản phía trên màn hình nha anh chị. Cũng như là anh chị có thể like, chia sẻ và thả cho mình một quả tim ở cái phần bên dưới. Mình có sự chuẩn bị hết rồi thì nó rất là khỏe và rất là mạnh dạn ở trong những cái giai đoạn như thế này. Cảm ơn anh chị nhà đầu tư nha. Chúc anh chị nhà đầu tư luôn luôn thành công và gặt hái thật nhiều may mắn nha anh chị. Sáng hôm nay thì không chốt được điểm cao nhất nhưng mà vẫn có lãi là ok rồi. Không bán được điểm cao nhưng mà vẫn có lãi là tương đối ổn rồi. Ok, đó là góc nhìn nha anh chị. Ok, hẹn mọi người vào chiều hôm nay nha. Ok mọi người.